cái thấy nó đang đẻ hai con luôn. Mình chứ thấy nó thấy từ nghiệp quá trời đẻ một mình luôn. Đúng. Chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã với lại kênh YouTube Bớt Mai Trà Vinh ha. Hiện tại thì Bớt Mai Trà Vinh đang có mặt tại xã Kim Hòa ở huyện Công an tỉnh Trà Vinh. Thì hôm nay thì Bớt Mai Trà Vinh xin được đưa tin một tin rất là độc lạ ha. Đó chính là một chú bò đã sinh đôi. Đây là một chuyện rất là hiếm gặp ha quý cô chú anh chị. Đó. Vào trưa ngày hôm qua là vào ngày 24 đó, vào giấc trưa thì đã một chú bò đã sinh đôi. Đây hiện tại thì mình đang ở chuồng bò với chú anh chị. Đây là bò cái hôm qua đã sinh đôi với chú anh chị. Đây là một chú bò hôm qua với chú anh chị. Đây, con đầu tiên và con thứ hai nằm ở bên kia với chú anh chị. Đây, đây là con thứ hai ha. Đó, con thứ hai. Thì theo mình thấy thì hai con bò được sinh đôi thì theo mình thấy thì khá là khỏe mạnh ha, với chú anh chị. Và lành lặn bình thường. Vào lúc trước là ở Long Sơn ha, vừa rồi lúc trước thì đã xuất hiện một chú bò đẻ có hai đầu. Còn ở đây thì chú bò sinh ra thì đẻ ra hai con và mang hình hài là bình thường với chú anh chị. Đây, theo mình được biết thì ở đây thì đẻ ra thì một con đực và một con cái với chú anh chị. Đây chú bò nhìn rất là đẹp luôn quý chú anh chị. Thì chú bò này được sinh vào hôm qua vào giấc trưa quý chú anh chị. Là vào khoảng là 11 giờ mấy á. Đó. Thế mình thấy thì bò mẹ hôm nay thì cũng còn là khá là mệt đó quý chú anh chị. Do là vừa mới sinh một lượt tới sinh đôi tới hai chú bò. Do đó thì theo mình thấy hôm nay thì cũng còn là chú bò mẹ thì cũng còn khá là mệt đấy. Đây. Chú bò con rất là cưng luôn quý chú anh chị ha. Mình xin được nhắc lại luôn ha. Thì chú bò này là hiện tại là đang ở là xã Kim Hòa, huyện Cộng An, tỉnh Trà Vinh. Thì lúc trước là cũng một chú bò cũng là ở huyện Cộng An mà là ở xã Long Sơn. Lúc đó chú bò đó là đẻ ra là có hai đầu. Còn đây thì cũng là một tin cũng khá là độc lạ ha. Đó chính là chú bò sinh đôi đẻ ra một lượt là một đực và một cái, nhưng mà điều đặc biệt ở đây là chú bò đẻ ra thì vẫn là đẻ ra sinh đôi hình hài bình thường với chú anh chị ha. Đó, đây là một chuyện cũng khá là độc lạ. Hôm nay thì Bác Mẹ Trà Vinh cũng xin được đưa tin chia sẻ đến với chú anh chị và tất cả các bạn được xem ha.
bò mà sinh đôi thì đó giờ thì Bắc Mai cũng chưa được có thấy, nó cũng khá là độc lạ. Thì hôm nay thì Bắc Mai Trà Vinh chia sẻ cho cô chú anh chị và tất cả các bạn được xem ha. Đó, đây là một chú bò ha, đang nằm ở đây, ở bên kia thì đang nằm ở bên kia ha, có hai chú bò. Kính thưa quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ha, đây là chủ nhân của chủ của chú bò sinh đôi mình vừa đang quay hồi nãy với chú anh chị. Dạ, con chào chú á. Thì cho con hỏi chú là bò của mình đẻ bữa nào, hôm nào chú? Đẻ ngày hôm qua đang đi đám về cái thấy nó đang đẻ hai con luôn. Giờ dịch mình chứ thấy nó thấy tội nghiệp quá trời, đẻ một mình luôn. Đẻ một mình luôn á, tự đẻ luôn á. Tự đẻ luôn. Đẻ một lượt ha. Đẻ một lượt thấy hai đống vậy nè. Mình thấy nó đẻ hai đống giật mình luôn, chạy thả dây nó đặng nó liếm cho con á. Vậy là chú cũng bất ngờ luôn ha, tưởng nó đẻ có một con là được đẻ được tới hai con luôn. Dạ. Này là đẻ một đực và một cái á chú. Một đực một cái luôn. Đây cũng là một câu chuyện khá là hiếm gặp với chú. Đó giờ chú có gặp cái trường hợp mà đẻ sinh đôi bò ở trên bò chưa, này chưa chú? Chưa. Đó tới giờ chưa thấy à? Đó giờ chưa thấy ha. Dạ. Con cũng nghe người ta nói đó giờ cũng chưa từng gặp về cái trường hợp mà đẻ một lượt mà sinh đôi mà hình hài lành lặn bình thường như này cũng khá là bự con. Dạ. Dạ. Này con thấy cũng bự con không ha chú? Bự con. Dạ. Này là bò, này là bò lai gì chú, hay là bò thường của mình là sao chú? Giống bò này á chú. Này bò thường á, bò thường mình đâu có lai gì đâu. Dạ. Quá là hiếm gặp đấy ha chú. Rồi vậy con cảm ơn chú nha, đã chia sẻ thông tin cho với cô chú anh chị và tất cả các bạn được xem nha chú. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Đó như là nãy mình vừa chia sẻ cho quý chú anh chị và tất cả các bạn cũng được nghe ha, là chú cũng đã nói là vào ngày hôm qua cũng bất ngờ với chú anh chị là trong lúc đi đám ha, cũng không biết là chú bò của mình là được sinh đôi hai bé ha. Vừa về tới về đám về thì cũng khá là bất ngờ khi mà nhìn thấy bò của mình đẻ được hai bé. Khi mà vừa về tới thì chú cũng thả dây ra cho chú bò được thoải mái hơn nha. Về là thấy là bò đã đẻ được hai bé đó. Rồi video của mình cũng xin được tạm kết thúc tại đây nha. Mình cảm ơn quý chú anh chị và tất cả các bạn đã xem video của mình. Nếu có dịp thì Bắc Mai Trà Vinh sẽ lại đây quay chia sẻ cái một lần nữa về bò sinh đôi cho quý chú anh chị và tất cả các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn lại với quý chú anh chị và tất cả các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.